hay là một vài người nữa, thì hôm nay em sẽ đọc, em sẽ em bỏ bớt ra. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong những ngày qua. Cảm ơn mọi người nhé. Nói chung là cái việc nó không có gì cả, em chỉ muốn là kiểm duyệt của em vẫn đang xoay vòng như thế, em không muốn thêm đấy, nên là nói chung là không có vấn đề gì cả. Nhưng mọi người, em đi good rồi. Nè, cái gì? Đấy. Vẫn không cách chia tình ta. Anh vẫn bên cạnh em suốt đời, cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi em mà thôi. Đâu nữa. Người ơi, này em phải bỏ đi mấy người. Thế rồi. Em be good à. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you mọi người. Terimakasih nha. Mọi người mà rảnh mọi người vào xem MV nhé mọi người. Mọi người rảnh mọi người vào xem MV nhá. Nhá. Mọi người nhá. Nếu không nhầm là ngày mai sẽ có karaoke và từ giờ đến Tết có bản remix nữa. Trời trắng xa đâu, dẫu thế gian kia muôn màu, mọi buồn phiền tan mau, chỉ cần thấy trên môi em cười. Em dù xa buồn trùng mây, nhưng trong tim anh này em là muôn vì sao sáng trong tình cầu.
chân có em thôi, với anh chẳng ai ngoài em. Mọi khó khăn sẽ trôi dần qua và chúng ta lại chung một nhà. Tim anh thật thà chỉ trao cho riêng mình em. Anh gửi cho em cái, cho em gửi tin nhắn cho anh ấy. Anh có gửi tin nhắn cho anh này. Anh gửi lại cho em cái đấy cái nhá. Mọi người vào cái view đấy mọi người. Chỉ mong đời ta kết duyên cùng nhau. Là cái gì? Cái này là cái gì? Anh cái ghi chú ấy, anh cái ghi chú của anh ấy. Anh nhớ không? Đấy. Đấy anh cắt cái màn hình của cái đấy rồi gửi lại cho em. Nhưng mà cái ghi chú nó ở cái máy đang live rồi. Em tưởng là nó cập nhật cả hai mà. Anh dùng một cloud, iCloud đúng không? Không mà. Anh dùng hai iCloud chứ dùng một cửa iCloud gì? thế thì lắc 5 giây thôi. Lắc 5 giây thôi. Mọi người cho xin lắc 5 giây nhá. Mọi người bấm tay màn hình nhá. Mà mọi người ai mà buồn ngủ thì mọi người sang cày MV đi mọi người. Anh kêu nó mọi người cho mình xin 5 giây nhá. Đấy ui. Lắc không phải cười để lắc nữa mọi người. Cười xong rồi bớt màn hình xuống. Đều thực sự. Thank you mọi người. Cảm ơn Kaysa. Thank you. Makasi. Mọi người cho mình xin một... Mọi người cho mình bú phê anh Đạt Villa này mọi người. Vẫn không ok anh ơi. Chia tình ta. Dù cách xa đến muôn trùng khơi. Anh thu hồi đi được rồi đấy. Anh em suốt đời. Anh vào lại tin nhắn anh thu hồi cái đấy đi. Xóa cái đấy đi. Thu hồi. À ừ đúng rồi. Được rồi đúng không? Ờ được rồi. Có những cái mà thiên cơ bất khả lộ hả? Cảm ơn mọi người. Tạm biệt cưới 7 á. Ở nhà ưu nhờ. Ui mọi người mất cưới 7 rồi. Kìa. Kìa. Này Phong ơi. Dạ. Thì sao ở trong cái thống kê ấy, cái thống kê view của anh thì là 80 mấy nghìn view rồi. Nói chưa cập nhật kịp đi. Chưa cập nhật kịp. Ừ. Mọi người nhanh nhanh mọi người nghe xem, nhiều quá anh chưa cập nhật kịp ấy. Xem nào mấy ngày thì lên 1 triệu view nhá mọi người. Mọi người cứ nghe đi mọi người. Rồi nó sẽ cập nhật dần ngày mai nó sẽ cập nhật đủ. Đúng rồi. Nó vẫn đang lên đây mà. Thank you one nó. Đây vẫn đang lên đây nhưng mà nó mọi người nghe nhiều quá nó thống kê không kịp thôi. Mọi người cứ nghe đi, nó thống kê không kịp mọi người. Cảm ơn mọi người. Mình đang Việt Nam mà.